Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 20. Nội dung này được trích ở trong cuốn sách bài tập tuần toán 1 tập 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Bố mẹ có thể tham khảo cuốn sách này ở ngoài các hiệu sách cũng như ở trên các sàn thương mại điện tử để có thể cho con ôn tập nhé. Trong tuần 20 này, chúng ta sẽ làm quen với các số 17, 18, 19 và 20. Các số này chúng ta đã được học ở tuần số 10, 19 rồi. Và chúng ta học với các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Trong phần kiến thức trọng tâm, chúng ta có số 10. Số 10 thì chúng ta thể hiện bằng một túi cà chua đựng 10 quả. Số 20 cũng có hai túi cà chua đựng, một túi đựng 10 quả. Và 30 thể hiện bằng 3 túi cà chua, mỗi túi đựng 10 quả. Tương tự chúng ta có số 40, 50, 60. 70 thì thể hiện bằng 7 túi cà chua, mỗi túi đựng 10 quả. 80 và 90. Để hiểu hơn phần này, thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào phần bài tập. Phần 1, phần trắc nghiệm. Đề bài yêu cầu chúng ta khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Đề bài hỏi có bao nhiêu quả cà chua? Chúng ta quan sát này. Chúng ta quan sát bức tranh đúng không? Thì chúng ta thấy nếu như các em đếm, chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mỗi cây có 10 quả cà chua. Chúng ta hình dung cái số 30. Số 30 gồm có 3 túi cà chua đúng không? Mỗi túi đựng 10 quả cà chua. Thì trong cái hình vẽ này của chúng ta gồm có 3 cây cà chua, mỗi cây đựng 10 quả cà chua thì các em cũng đếm được 30 quả cà chua. Vậy các em chọn đáp án C, 30. Câu 2, số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta quan sát bức tranh xem có bao nhiêu bông hoa các em nhé. Chúng ta đếm này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, chúng ta thấy rằng mỗi một cái cây hoa này thì có 10 bông hoa. Và chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cây hoa như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có 50 cây hoa các em ạ. Vậy các em chọn đáp án A. Câu 3, thì bài hỏi số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta thấy có hai khay trứng. Nhưng hai khay này nhìn trực quan chúng ta thấy rằng không bằng nhau đúng không? Vậy đếm bao nhiêu quả trứng nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18. Có 18 quả trứng. Vậy các em chọn đáp án B. Câu 4, để bài hỏi số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta có 50 hỏi chấm, 30, 20, 10. Dễ dàng thấy ở trong dấu hỏi chấm sẽ là số 40 đúng không các em? 50, 40, 30, 20 và 10. Vậy các em chọn đáp án D. Câu 5, để bài hỏi số 90 được viết như thế nào? À, 90 thì đáp án A rồi, 90 đây. Được chưa? Câu 6 này, số 19 đọc như thế nào? À, thầy vừa đọc đấy, nó số 19 đúng không? Vậy chúng ta chọn đáp án A, 19. Như vậy rất nhanh chúng ta đã hoàn thiện xong 5 câu phần trắc nghiệm rồi. Chúng ta cùng sang tiếp phần 2 với bài số 1. Đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào ô trống. Chúng ta quan sát bức tranh và chúng ta đếm xem ở bức tranh đầu tiên có bao nhiêu quả dưa nhé. Đây quả dưa xanh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 quả dưa, các em điền số 12. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem có bao nhiêu quả xanh này nhé. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18. Có 18 quả. Để các em không đếm thừa hoặc không đếm thiếu thì mỗi quả thì đánh dấu một chấm để thầy xác định rằng thầy đã đếm rồi các em ạ. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem có bao nhiêu quả cam nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, chúng ta thấy rằng mỗi cây có 10 quả cam và ở trên hình vẽ có 4 cây. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là số 40. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem có bao nhiêu bông hoa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có 13 bông hoa. Bức tranh tiếp theo chúng ta đếm xem hình ảnh của những bông hoa và những cái chậu hoa này. Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
À, mỗi chậu hoa có 10 bông hoa và đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chậu hoa như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có 60 bông hoa. Các em điền số 60. Chúng ta sang bức tranh tiếp theo. Ta đếm xem có bao nhiêu cây cà chua nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, một cây cà chua thì có 10 quả cà chua. Và đếm xem có tất cả bao nhiêu cây cà chua các em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 cây cà chua như vậy. Vậy chúng ta có 70 quả cà chua. Vậy các em ghi số 70 vào đây. Chúng ta cùng sang tiếp bài 2. Thì bài yêu cầu chúng ta điền số vào ô trống. Thì đầu tiên chúng ta thấy một đoàn tàu và có số 17 và số 20. Vậy chúng ta cần phải điền các số theo thứ tự tăng dần. Vậy trước 17 sẽ là số bao nhiêu các em nhỉ? Là số 16 đúng không? 16, 17, 18, 19 và 20. Tương tự chúng ta có 50, 40, 10 các số được sắp xếp theo chiều giảm dần. 50, 40 rồi đến 30, rồi đến 20, rồi đến 10. Bức tranh tiếp theo chúng ta có 19 và 15. Như vậy thì các số được sắp xếp theo chiều giảm dần. 19, 18, 17, 16 và 15. Bức tranh tiếp theo chúng ta có số 60 và 30. Vậy 60 rồi đến 50, 40, 30 rồi đến 20. Dạng bài tập này các em đã thực hiện ở học kỳ 1 rồi. Rất là quen với cái dạng bài tập này rồi. 11, 12, 13, 14 và 15. 50 rồi đến 60, 70, 80 và 90. Chúng ta cùng sang tiếp bài 3 với bài quan sát bức tranh. Đề bài yêu cầu chúng ta quan sát bức tranh và điền số vào trong ô trống. Ý đầu tiên chúng ta quan sát bức tranh và đếm xem có bao nhiêu quả cà chua các em nhé. Một cây cà chua này của chúng ta giống như cây ở phần trắc nghiệm của chúng ta. Thì mỗi cây cũng có 10 quả, như vậy có hai cây tương ứng với 20 quả. Vậy các em điền số 20 vào đây. Tiếp theo chúng ta đếm bông hoa màu màu vàng. Có bao nhiêu bông hoa màu vàng nhé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, có tất cả 12 bông hoa. Vậy các em điền số 12 vào đó thầy. Tiếp theo, hình ảnh quả cam. Chúng ta đếm xem bao nhiêu quả cam nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả cam này. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có 17 quả cam. Các em điền số 17 vào đây. Tiếp theo là quả cà tím nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở 10 quả trên cây và 1, 2, 3 quả ở dưới gốc cây. Như vậy có 13 quả cà tím, các em điền số 13. Tiếp theo chúng ta đếm về số bông hoa. Bông hoa đây đúng không? Hình ảnh đây. Chúng ta có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, mỗi khóm hoa như vậy có 10 bông hoa. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 khóm hoa như vậy. Vậy chúng ta có 50 bông hoa các em ạ. Tiếp theo, hình ảnh cái củ này đúng không? Đúng củ rèn gì đấy. Ta đếm xem có bao nhiêu củ nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, chúng ta thấy mỗi một cái dãy như này gồm có 10 củ và có 1, 2, 3. 3 dãy như vậy sẽ gồm có 30 củ các em ạ. À, tiếp theo đây cây gì nhỉ? À, cây súp nơ đúng không? Còn đây cái bắp cải, đây cây rau cải. Cái súp nơ thêm bao nhiêu cây nhá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, có 14 cây. Và cuối cùng là cây rau cải, ta đếm có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, có 16 cây rau cải, chúng ta điền số 16. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học số 20 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.